Bây giờ hay phôi đó đó. Rồi, mến chào các bạn và anh chị. Hôm nay cũng đến chỗ anh Trần Chanh đó, là chỗ anh Tứng rồi đó. Thì ảnh cũng về những cái phôi mới, thì đến để ghi hình giao lưu cho các bạn. Mới đây, chuẩn bị vệ sinh đây nha các bạn. Đây là những cái phôi mới về, tiến hành vệ sinh xong rồi bắt đầu mình mới đưa lên, là chúng ta sẽ giới thiệu cụ thể là phôi số mấy và clip lên clip luôn. Đây, cái công tác chuẩn bị đây cũng khá là khẩn trương. Nói chung là lên make up lại cho nó sạch sẽ, để cho nó đẹp, để bà con mình dòm nó bắt mắt. Thì cụ thể hôm nay đến gặp anh Tứng để anh giới thiệu nha. Chào anh Tứng, Tứng ơi. Chào anh. Rồi anh Tứng hôm nay giới thiệu cho bà con mình mấy phôi anh? Thì là tổng cộng trước sau là 19 phôi. Rồi cái clip này clip số 2 ha. Clip số 2. Rồi. Nối tiếp theo luôn. Nối cái mã này mã số 10 nha bà con. Mã số 10 đế quái nha anh em. Số 10 nha anh em. Rồi anh cứ cho vài vòng nhẹ đi anh ơi. Cây này khá lực, đế khá lực. Đế lực nha bà con. Bự hơn bắp tay đó anh em. Gãy nó bự hơn bắp tay mình đó nha. Đây. Mã số 10 nha bà con. Quá trời lực rồi. Tay cành là mau chơi luôn. Đây nói gì anh em cắt lại nha, cắt trường hao. Đây, cái bộ đế nó cũng khá là quái nha anh em. Đế non. Những cái cọng rễ thật sự là quái, anh Tứng đưa vô tay thử anh Tứng. Đó. Bự hơn cầm tay luôn. Bự hơn cầm tay luôn nè. Bự hơn tay anh luôn. Đó, cho bà con coi để hình dung rõ cái phôi số 10 này nó lực thế nào. Đây cũng vậy luôn. Để đây cũng vậy luôn. Để tay vậy luôn. Đó, khá là lực. Mà đặc biệt là phía dưới này nó chống nè bà con. Chống, đế nôm mà. Chống nè. Đế lực mà đế nôm. Đó. Xổm cao. Cái này mã số 10 nha anh em. Mã số 10 nha bà con. Tay cành mau chơi. Rồi, đo thông số của số 10 đi anh Tuấn ơi. Số 10 khá lực. Đo qua củ rễ nha anh em. Rồi, qua củ rễ luôn anh. 48. 48. Khá rõ. Rồi, anh đo cái nồi gì đi. Nồi đế luôn. Hết dây luôn. Hết dây luôn, nhiêu anh? Tính 160 đi. 160. Đây hơn 160 nào, tính 160 đi. Rồi, 160 nha bà con. Rồi chiều cao anh. Chiều cao là 98. Chiều cao 98. Rồi, khá rõ nha anh em. Rồi xin về vòng luôn anh. Cái này đấy gắt lực nha anh em. Rồi mã số 10 này anh Tứng báo giá như anh Tứng ơi. Mã số 10 có giá 10 triệu. Rồi số 10, 10 triệu luôn, quá lực luôn. 10 triệu nha anh em. Hoành lên tới 48 là nha anh em. Hoành 48. Hoành đế là 160. Quá rõ ha. Rõ ghê. Tại vì cái đấy là cái giá trị mình cũng sẽ quay chậm chậm cho bà con mình xem. Rồi đổi phôi đi anh Tuấn ơi. Rồi đổi phôi vô, súng vô, nặng lắm. Cường ơi. Tiếp tiếp các anh Cường ơi. Đưa đây, ba, ba, rồi.
Rồi để đẩy nó đi rồi giờ vô. Rồi số 11 nha bà con. 11 tiếp tục lực nữa. Rồi cho xin vòng trước cái nên vàng cháy luôn. Vàng thật luôn. Nghệ luôn. Vàng 24 luôn. Đế này là nguyên một củ đế nha anh em. Khá lực nha bà con. Nó có bị lỗi là lỗi ở chỗ này. Đâu đâu đâu. Hồi xưa là bị ông già ông lấy dao ông chặt á, bây giờ nó cuốn lại rồi, không sao, nó lành lành, nó lành rồi. Rồi chỉ rõ luôn nha. Nói rõ cho anh em coi luôn. Để khi nhận cây. Xanh lại thành đá luôn à. Thành đá luôn. Để cho anh em coi rõ để anh em có nhận cây mất công bị la. Quá trời bộ đế. Quá trời bộ đế này. Tay cành là chơi là đẹp luôn nha anh em, ghép mấy tay cành là vô là mau chơi. Cái này là kêu bằng cái củ đế chứ không không còn là hoành đế nữa. Củ đế. Củ đế. Quá to rồi. Rất là to nha anh em, số 11. Mã số 11. Mã số 11 nha anh em. Giá mềm luôn cho anh em chơi luôn. Giá mềm luôn. Rồi tiến hành đo thông số anh ơi. Số 11. Siêu lực. Siêu lực sĩ. Siêu lực. Hoành 42. Rồi 42 nha bà con. 42. Rồi đo cái củ đế luôn ha. Củ đế luôn. Củ này gắt tròn nha anh em. Rồi 150 đi. 150 anh. Rồi 150. Nguyên cái củ đế đặt nha anh em. Củ đế đặt. Rồi chiều cao luôn anh ơi. Chiều cao 86. Chiều cao 86 nha anh em. Rồi gõ luôn anh ơi. Rồi anh xoay đi. Không được. Nè 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 nó xấu cái mày đó. Quay quay cái này gục xuống. Nguyên củ đế đặt luôn nha anh em. Rồi báo giá số 11 luôn anh Tuấn ơi. Rồi số 11 có giá 7 triệu anh em ơi. Số 11 có giá 7 triệu. Bao ship luôn. Nguyên củ lớn. Tại nó có bị lỗi này mới bán giá anh em giá rẻ để anh em chơi. Tại nó bị lỗi chỗ này chút xíu. Nếu đó mà không lỗi là em bán giá cao lắm. Cao. Cũng nói khá rõ cho anh em khi nhận cây để mình biết được chỗ đó nha anh em. Mà cây này cũng không sao, nó bị nó đang liền lại. Rồi có giá phải không anh? Dạ. Nhiêu à? Đọc lại giùm ạ. Mã số 11 có giá 7 triệu. Rồi 7 triệu đổi phôi anh Tuấn ơi, 7 triệu. Mười hai lên anh ơi. Số 12. Châu cổ. Sừng châu nha anh em. Sừng châu. Đây sừng châu. Châu cổ. Đưa cái đậu vô luôn vừa luôn. Đâu 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 để nghe anh, để coi. Đó sừng châu đó. Siêu quái nè à. Rồi quá đã luôn. Sừng châu quái nha anh em. Đế nôm luôn. Cái gãy này là quái luôn nè anh làm quay. Rồi dưới cái thằng này dính nhau luôn nha, cái quái nha. Dính nhau anh. Dính nhau luôn, đây dưới đây là dính nhau luôn. Rồi. Thiên nhiên sao tự nhiên dính luôn nè. Đó. Tạo quá nha anh em ơi. Rồi xoay đi anh Tuấn ơi. Cái này mã số 12 nha anh em. Mã số 12 nha bà sừng con. Châu. Sừng châu. Châu Phi á. Sừng châu Phi. Châu Phi luôn. Sừng châu bà con ơi, sừng châu. Cây gắt quái. Anh em có điện thoại có hỏi kiếm mấy cây quái cho anh em để bữa nay là có cây quái rất nhiều anh em. Đáp ứng luôn không? Đáp ứng lại yêu cầu của anh em luôn. Sừng châu. Rồi thông số đi Tuấn ơi. Cái này hoành thân em nó là 24. Rồi 24 nha bà con.
Hoành đế luôn. Hoành đế to ha. Hoành đế to. Cái nhỏ hoành đế to. 137. 137 nha anh em. 137. Rồi đo hai cái sừng trâu đó đi. Đo sừng trâu luôn. Sừng trâu gắt đều. 72. Sừng trâu 72 anh. Rồi bên đây chứ 72 luôn. Đây. Rồi 72 luôn. 72 luôn sừng trâu. Sừng trâu mà cũng mua Ma Dương nha. Cái hình sừng trâu nhưng mà cũng mua Ma Dương mới được à. Để gắt quấy. Mã số 12 anh em. Rồi báo giá sừng trâu luôn anh. Sừng trâu có giá 4,5 triệu. Rồi sừng trâu toàn quá. Sừng trâu có giá 4,5 triệu. Đúng là độc lạ cái phôi này bà con ơi. Mã số điện thoại luôn. Rồi đọc số điện thoại luôn anh ơi. Dạ số điện thoại của em là 0933624767. Dạ. Địa chỉ sơ bộ mình là ở đâu anh? Địa chỉ ở đâu ạ? Hẻm 75 đường Trần Phú, thành phố Cần Thơ. Rồi, khá rõ luôn. Rồi, sừng trâu báo giá rồi anh. Rồi, báo giá rồi. Rồi, báo giá rồi, 4,5 triệu nha bà con, sừng trâu. Rất mong anh em ủng hộ cho anh Tấn. Rồi, đổi phôi anh Tấn ơi. Đây là cái số 13. Số 13 luôn nha bà con. Như bạch tuộc vậy đó em. Thành thú cũng luôn già luôn. Nó như bạch tuộc vậy. Ghế bạch tuộc nha. Số 13 nha anh em. Cây này mới bứng về chưa có làm gì hết để chưa có dọn sẽ sạch sẽ ba cái lông nữa nè. Dạ, rất là mới. Rất là mới, chưa dọn luôn. Tay cành nó có anh em em. Có tay cành luôn. Chơi lùng thì chơi lùng, còn nó để cao thì để cao. Đây. Để quá như bạch tuộc vậy đó. Quá trời cái bộ đế này rồi, bạch tuộc rồi, tua tủa luôn. Cái da thì thấy da cớm nè. Da vàng, da vàng. Da vàng thật luôn á. Quái như là con thú nằm á, nằm ngủ vậy. Rồi, thông số 13 luôn anh Tấn ơi. 13 nha anh em. Rồi, 13 nha anh Tấn. 13 là 25. 13 25 nha bà con. 25 rồi khá rõ anh. Rồi cái này hoành đế luôn. Hoành đế nha. Thấy bự nha anh em. 145. Hoành đế 145. Rồi ok anh. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Rồi cho em xin vài dòng lên ơi. Ghế bạch tuộc nha anh em. Số 13 ghế bạch tuộc. Mã số 13. Rồi báo giá luôn Tấn ơi. Mã số 13 có giá 2,5 triệu. Rồi ship. Bạch tuộc có giá 2,5 triệu nha bà con. Để giá hữu nghị cho anh em chơi. Rồi đổi phôi luôn Tấn ơi. Số 14 nha bà con. Là số 14 là cây mặt mai tứ quý anh em. Tứ quý. Đế nộm luôn. Tứ quý đế nộm. Cho anh em coi tổng thể cái nha. Rồi xoay đi, xoay đi đứng rồi, xoay đi đứng rồi. Tay cạnh có nha anh em, mình về là ghép vô là chơi anh em. 14 này tờ tứ quý nha anh em. Mai tứ quý. Dạ, tứ quý nha bà con. Mã số 14 nha anh em. Mã số 14 tứ quý. Quá trời rồi. Cổ quái rồi.
rồi nhẹ nhẹ đi, Tuấn nhẹ nhẹ đi. Từ 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 từ. Để cứng ở trong này hết chân. Quá trời, dữ lắm rồi. Rồi, thông số đi anh Tuấn ơi. Dạ, nhiêu anh Tuấn? 34, 34. Rồi, 34 nha anh em. 34. Rồi, cái nồi. Hoành đế luôn. Dạ, hoành đế 106 à. Hết thước luôn mà anh em hết ơi. Hết thước là 106. Hết thước luôn. Rồi, chiều cao của em đi. Chiều cao 108 chiều cao. 108 nha anh em. Rồi, khá rõ anh. Dạ, mã số 14 nha anh em. Mã số 14 nha bà con. Rồi, anh Tuấn báo giá số 14 đi anh Tuấn ơi. Số 14 may tứ quý có giá 4,5 triệu bao ship. Rồi, tứ quý 4,5 triệu bao ship luôn nha bà con. Cái đó 20 đó. Ờ, cái thằng đó 20 đúng không? Rồi, đổi thôi anh Tuấn ơi. Rồi, đổi thôi. Đổi thôi. Mười bốn rồi, tới 15 nha bà con. 15 là mini anh em. Mini, mini bonsai. Mini bonsai. Đến nôm. Nhẹ nhẹ đi anh, nhẹ nhẹ đi anh, xoay xoay đi. 15, 15 bà con ơi, 15. 15. Để nôm quái luôn nha anh em. Cây này để giá rẻ cho anh em về chơi luôn. Lâu lâu khuyến mãi cho anh em cái nha anh em. Bỏ lên cái chậu vốn là vừa luôn. Nhỏ mà nó quái để nó. Rồi, như vậy đo thông số đi anh Tuấn ơi. Đo qua cổ rễ nha anh em. Ờ, 21. 21 nha anh em. 21. Hoành đế luôn. Hoành đế luôn bà con ơi. Hoành đế 76. Khoan khoan. 75 đi. 75 đây. 75 đây. Rồi. Chiều cao luôn. Chiều cao của em. Chiều cao 40. 40 nha anh em. Rồi, xoay đi anh. Mã số 15 nha anh em, mai vàng. Mã số 15 mai vàng. Rồi báo giá của 15 luôn anh Tuấn ơi. Số 15 có giá 1,5 triệu bao ship. 1,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Rất mong anh em ủng hộ nhiệt tình cho anh Tuấn nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Sức khỏe anh em. Chúc sức khỏe. Rồi đổi voi luôn anh Tuấn ơi. Mã số 16 nha anh em. Tế bài đế bonsai. Số 16 nha bà con. Rồi anh cứ xây nhẹ vài vòng đi. Cái này là thấy là giữ lắm lực luôn nè. Cái này đế bonsai đế lực. Tay gành đầy đủ. Quá trời, một chùm luôn nè bà con. Bàn đa luôn. Quá rồi, một chùm luôn. Mã số 16 nha bà con. Cái này
khá to nha anh em. Đặc biệt là cái bộ đế phía dưới nó có cái màu rất là vàng. Rồi thông số đi anh Tuấn ơi. Quanh thân em nó nhiêu anh? 48. 48 nha bà con. Đây 48 đây, khá rõ. Rồi ok anh. Đế là đế bonsai nha anh em. Bonsai. Đế bài, đế bonsai. Cái gì con? Đâu có điện? Nhiều anh? 120. Đâu có điện nào. Dạ, 120 nha bà con. 120 khá rõ. Rồi cho em xin về dòng đi anh. Chiều cao, xin lỗi. Chiều cao 81. Chiều cao của em là 81. Rồi anh. Xoay anh. Rồi tổng thể cái nha anh em. Mã số 16 nha anh em. Rồi báo giá 16 luôn Tuấn ơi. Số 16 có giá 4,5 triệu nha anh em. 4,5 triệu 16 nha bà con. Hoành nó 48. Hoành 48. Đế bonsai đế bài luôn. Có giá 4,5 triệu 16. Rồi đổi phôi anh Đức ơi. Số 17 anh. 17. Ê, cái số 17 là để giá mềm cho anh em chơi luôn. Mềm luôn. Rồi cho em xin dòng cái anh ơi. Tổng thể đi. Bữa nay là khuyến mãi được mấy cây anh em. Giá mềm luôn. Thì đáp lại tình yêu thương của anh em ủng hộ nhiệt tình đó, thì anh Tuấn nay là chơi là khuyến mãi luôn. Mười bảy phải không anh? 17. Giá hữu nghị luôn. 17 hữu nghị cho bà con nè. Giá đẹp trời luôn nè. Rồi tiến hành thông số của em này đi. Hoành nó 32. 32 nha anh em. Khá là rõ luôn. Có hoành đế vô chính xác cho anh em coi luôn. Dạ không có. Rồi nhiêu anh? Hoành đế là 109. Hoành đế 109. Hoành đế 109. Rồi chiều cao của em này đi anh. Chiều cao là 77. Chiều cao 77. Rồi để nguyên ạ. 77 nha anh em. Rồi ok anh. Xoay đi anh. Cho em vào vòng đi. Cây mã số 17 nha anh em. Cây này có mã số 17 nha bà con. Giá mềm cho anh em chơi luôn. Rồi báo giá luôn, khỏe các ơi. Số 17 có giá 1,5 triệu bao ship. Rồi quá dữ rồi, khuyến mãi luôn rồi. Nhanh tay luôn bà con ơi. 1,5 triệu. Quá mềm luôn. Nhanh tay gọi điện thoại liền. Rồi đổi phone anh Tuấn ơi. Rồi tới số 18 lên nha bà con. 18. Đế quái, đế nôm quái luôn. Quái luôn. Cây nằm luôn nha anh em. Nhưng mà 18 này vàng á anh. Mấy vàng luôn. Vàng. Rất già cây. Anh em mua về đục mấy cái này lại nha, hồi đó là chủ nhà ta cưa. Rồi. Để nôm gấp quấy. Rồi mã số 18 nha anh em. Mã số 18. Rất mong anh em ủng hộ nhiệt tình cho anh Tuấn. Thank you.
Quá trời bộ đế bà con ơi. Rồi đo thông số đi anh Tuấn ơi. Rồi bây giờ mình đo cái mã số 18 nha bà con. Mình đo từ cái mặt bầu lên cái thân chính đó đi. Rồi từ để dưới lên trên đi. Đế lên đế nó sổm lên cao. Coi nhiêu. À, thân chính là 40. Thân từ à, đế sổm cao và tới thân chính là 40 á. 40 nha anh em. 40. Rồi khá rõ luôn. Rồi tới thân chính em đo thân chính luôn nha. Thân chính đó là 27. 27 nha anh em. Dạ, rồi anh. Rồi hoành đế luôn. Hoành đế là 111. 111 nha bà con. 111, rồi anh. Chiều cao. Luôn. Chiều cao của em. Chiều cao là 66. Cây bonsai 66, rồi khá rõ anh ơi. Cho em xin về dòng đi. Cây này mã số 18 nha anh em. 18 nha bà con. Rồi báo giá 18 luôn Tuấn ơi. Số 18 có giá 4,5 triệu. 18, 4,5 triệu bao ship. Đế gặp quái. Đế quái luôn. Rồi đổi kho anh Tuấn ơi. Rồi số 19 luôn. Số 19 số đẹp. Số 19 là thú ngồi nha anh em. Thú ngồi luôn. Rồi cho em xin một dòng tổng thể các anh ơi. Thú ngồi có hai giò trước luôn. Chổi cây cúc cần rất đẹp. Rồi xoay đi anh Tuấn ơi. Xoay đi, xoay cho em vài dòng đi. Đó là tổng thể nha anh em. Rồi tới chi tiết đây. Chi tiết nha anh em. Tay cành cắt đều nha anh em. Ghép mấy tay cành làm ông chơi. Đây xem bộ đế rõ nha bà con. Đây nó có hai cái chân trước như là thú ngồi nha anh em, hai chân trước đây. Đó, rồi. Đây là cái đuôi. Đó thú ngồi hai chân trước chổi nè. Đó anh Tuấn anh giới thiệu khá rõ đó nha anh em. Đây thú ngồi đây. Đây anh thú đây. Đó. Có đuôi. Có đuôi đây luôn. Có đuôi luôn. Nữa bắt chi đây nha anh em, nữa ghép bắt chi bẻ qua đó nha anh em. Cần mau chơi luôn. Một thân một cốt luôn, thú luôn. Rồi đo thông số của em 19 này đi anh ơi. Đo em thú nè ha. Rồi thú luôn em ơi. Thú là 23. Thú 23 nha anh em. 23, rồi khá rõ anh. Quỳnh đế luôn. một trăm bốn mươi hai nha bà con. Rồi Quỳnh đế ok, cảm ơn anh nhiều. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao của em khá cao. Nhiều à. 125. 125 nha bà con. 125. Rồi ok, cảm ơn anh. Cái này mã số 19 nha anh em. Mã số 19 nha bà con. Cho anh em coi tổng thể lần nữa nè. Đó. Cái này là thú đực nha. Cái đâu. Phải không à? Thú đực. Rồi báo giá 19 luôn đó ơi. 19 là có giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu nha anh em. 19. Thú đực. Rồi. Xác định danh tính của em luôn phải không? Rồi đổi anh ơi. 20.
số 20 nha anh em. Số 20. Khuyến mãi cho anh em luôn. Rồi. Cuối cùng là khuyến mãi luôn. Xoay đi anh, xoay đi anh, xoay đi, xoay đi, xoay đi. Cái này nó nu hết trơn anh em. Hai mươi nha anh em. Cái cây này bữa hổm là quay cái đợt mà bữa 20, 21 á. Có anh đó anh chốt rồi mà sau thì giờ điện ảnh không có máy thì thôi giờ em quay lên bán lại luôn. À. Cây rất già, cây nó nu hết trơn này. Cây này mã số 20. Dạ cái nu cục cục rồi. Số 20 nha bà con, là cuối luôn chưa anh Tấn? Là cuối luôn. Cuối clip luôn. Dạ cuối clip này thì mong rằng cái phôi này anh Tấn sẽ để một giá rất là ok cho anh em chơi nè. Rồi em cho thông số luôn ha. Rồi cho thông số đi anh. Ờ nhiêu 31. Anh? 31. Ờ 31 nha anh em. Khá rõ rồi, ok anh. Quanh bầu đế luôn đi. Dạ nhiêu anh? 110. 110. Dạ ok anh luôn. Chiều cao luôn. Chiều cao của em ha. Chiều cao của em là 57. 57. Rồi khá rõ. Mã số 20 nha anh em. 20. Mã số 20 có giá 2 triệu. Trời ơi. Khuyến mãi quá rẻ rồi. Gọi điện thôi. Rồi. Vậy là số 20 này có giá 2 triệu nha bà con. Dạ, quá rẻ rồi. 2 triệu. 2 triệu rồi, gọi điện thoại liền đi nha anh em. Cây này vô vườn có mua cũng giá 2 triệu, bây giờ bán lọc bán quầy vốn cho anh em luôn, khuyến mãi luôn. Nói chung lâu lâu có khuyến mãi quà cái tình yêu thương của anh em nè. Anh em nhớ ủng hộ nhiều nha. Rồi như vậy là mình lên đứng lên chào bà con cái anh ơi. Dạ chào, em xin chào các chú các bác và anh em đã ủng hộ thời gian qua, em xin cảm ơn rất nhiều. Rồi và mong anh em tiếp tục ủng hộ dạ. Tiếp tục nữa, mạnh lớn. Đây số điện thoại anh Tấn đây bà con. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc sức khỏe anh em, vui vẻ bên người thân và gia đình. Và đừng quên đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được những video mới khi chúng tôi phát hành đó. Tạm biệt và hẹn anh em những video tiếp theo. Sông Cần Thơ nha các bạn, Cần Thơ.